Chiều ngày 26 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Phú trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Phước Hưng, dính Trường và thị trấn An Phú. Đến dự có ông Phùng Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy An Phú. Phát biểu tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động thể hiện tấm lòng của nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh với huyện An Phú nhằm chia sẻ, đồng hành cùng nhau vượt qua khó khăn. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, nhân dân quận 4 luôn trân trọng tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của nhân dân cả nước nói chung và quỹ An Phú, tỉnh An Giang nói riêng. Những nghĩa cử cao đẹp của địa phương là nguồn động viên lớn để chính quyền, nhân dân, thành phố ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh thay mặt lãnh đạo huyện An Phú, ông Nguyễn Văn Thao, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, chân thành cảm ơn và ghi nhận sự quan tâm hỗ trợ của cấp quỹ, chính quyền và nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4 và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Phú tiếp tục duy trì hợp tác, tạo mối quan hệ gắn bó lâu dài, từ đó chăm lo tốt đời sống nhân dân đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã trao quà và tiền mặt cho 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 30 triệu đồng. Thể hiện tinh thần giao lưu đoàn kết giữa hai địa phương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4 thành phố Hồ Chí Minh cũng tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo huyện An Phú.